Yo, xin chào các bạn và lại một lần nữa mình đã quay trở lại với các bạn đây. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục mở rương nào, và hôm nay mình sẽ sử dụng cái giọng thật của mình nhá. Và nếu các bạn thích cái series mở rương này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Ok, thì đó sẽ là cái động lực rất là lớn cho mình đốt tiền. Sau mấy cái tập mà mình mở rương ấy thì cũng có khá là nhiều bạn, thì kiểu là khi mình chơi Liên Minh cũng có khá là nhiều bạn biết, thì cũng hỏi thì cũng nói là nói chuyện vui. Thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà nói chung là từ lúc đấy giờ mình chơi Liên Minh mình chưa bị ai chửi bao giờ. Thì mình cảm thấy khá là vui. Thì cũng có khá là nhiều người biết mình hơn, thì nói chung á là cái cảm giác cũng rất là vui. Thì mình quyết định là bây giờ mình sẽ như kiểu là mình cũng đã qua tham khảo những kênh khác rồi, và những cái kênh mà ít view ấy thì cũng không bị chửi nhiều lắm, nhưng mà những cái kênh kênh mà người ta mở dương ấy nhiều view ấy thì hầu như mấy kênh ấy đều bị chửi hết. Thì từ đấy là mình mới nghiệm ra là nói chung là cứ cứ mở dương mà được nhiều view là bị chửi đấy. Nói chung vậy, vì thế mà những ai ấy mà sử dụng những cái từ ngữ mà như gọi là vô học thức ấy ở trong cái kênh của mình nhé, thì mình xin phép là mình block đi nhá. Nói chung là góp ý bình thường thì không sao, nhưng mà tốt nhất là đừng có sử dụng những cái từ mà đờ mờ đờ miếc kia ấy. Đấy thì nói chung mình không thích, bởi vì cái kênh của mình chỉ là cho các bạn trẻ nhỏ xem chứ không phải là chỉ là người lớn xem, vì thế các bạn hãy comment sao cho lịch sự. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nào. Để tập này mình sẽ để giọng thật. Ok, thì ok nào, bây giờ thì mình sẽ mở cái tiếng cho nó bự bự nha. Đấy. Để như kiểu là có tí gọi là âm thanh à. À, thôi khỏi để mở nhạc là nền đi nghe cho nó phê. Ok, ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mở thẻ nào, nhầm mở mở dương nào. Thì mình như kiểu là bây giờ mình hết mỡ tiền rồi cho nên mình không không mua nhiều được nữa. Anh em thông con mỡ nó cảm cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ mua một đây. Ô, vừa đủ luôn. Này bây giờ mình mua thêm một cái dương nữa. Đấy là bây giờ mình đủ luôn này. Ô, mình không ngờ là vừa đủ luôn, là bây giờ mình có 9 dương với 9 chìa khóa. Đấy. Thì chần chờ gì nữa? Let's it go. Ok nào, bắt đầu mở nào. Ok mở. Ui đâu phải Udia. À mà mình xin nhắc nhở những bạn nào ấy, như kiểu là ô cái trang phục này sao mà không chơi, trang phục này sao không chơi, tại vì mình không thích chơi cho nên mình không chơi nhá. Như bạn kêu là để cho nó oai, ô mình không thích oai, bởi vì á là mình chỉ chơi những cái nick, cái trang phục nào mình thích thì mình mới chơi thôi, những cái trang phục nào mình không thích thì mình không chơi. Kể cả bây giờ mà mình có mở ra như kiểu là Udia tứ linh vệ hồn mình không chơi, bởi vì mở ra ép tối thượng thì mình chơi, còn mở ra Udia tứ linh vệ hồn mình không chơi, bởi vì mình không có chơi con đấy, mình không bao giờ mình đụng đến. Ok, cho nên mình cũng chả bao giờ chơi, với cả là Liên Minh ấy mình cũng không có chơi nhiều đâu các bạn ạ. Thế là cứ yên con ngựa đã tâm ấy nhá, là mình không có mình chỉ mở cho các bạn xem để cho các bạn vui giải trí những cái giờ học căng thẳng. Thôi Vladimir Zukon. Skin này như cũng rẻ đấy. Thì hy vọng là mình mở tất cả đều ra skin đấy. Khi nào mở ra Annie công nghệ không nhỉ? Nào. Ô mở ra tướng à, mở ra tướng Tà Lọn. Và bây giờ sẽ mở tiếp nào. Lần này mình sẽ mở nhanh hơn một tí. Thôi đùa đấy, mở chậm thôi. Mở chậm không có cái để nói chứ. Rồi mở 4 cái mà hai tướng với cả hai trang phục rồi. Thôi xong, có vẻ như là có điểm gì đó mà không không lành đến với mình rồi. Mình cảm thấy là cuộc đời của mình nó như kiểu là xuống dốc một cách gì đó. Trời ơi, mở 4 cái dương mà hai cái ra skin và hai cái ra tướng mà mình không thích ra tướng một tí nào hết. Bởi vì ra tướng ấy nó sẽ như kiểu là rất là tệ đó mình. Tệ vãi nồi. Okay. Nào thì mở ra nào. Oh my god. Sao mày xui vậy, sao mở toàn ra tướng ấy nhỉ? Mình thì thực sự là mình không thích tướng một tí nào hết đấy. Mình chỉ thích skin thôi, có gì skin còn đổi lại được các bạn ạ. Còn tướng này đâu có đổi lại đúng không? Fit Lãnh Nguyên á. Sao toàn cái skin mình không chơi này. Nói chung là ra skin AD là mình chơi, còn những cái skin khác là bye bye, mình sẽ đổi hết cho các bạn xem. TBA sen. Ấy à, đấy đấy đấy, cái thứ này rất là cần thiết nhá. Nhiều bạn đã kêu, ôi trời ơi, đổi ra đá quý sao mà không kia đi, sao mà không như kiểu đến lại để dành 10 cái để đổi ra ăn đi công nghệ. Thôi mình xin lỗi là mình không đổi, bởi vì mình
chả bao giờ mình mơ ước được cái con đấy đâu, chả bao giờ mình ước được 10 cái đâu. Mà kể cả được 10 cái ra ID công nghệ thì chắc mình đã chơi, bởi vì mình có khi nào mình chơi ID công nghệ đâu nhỉ. Để cho đẹp mà. Thà mở ra cho mọi người có thêm một cái để mọi người xem đấy, nó thích hơn, có thích hơn không? Ani với giờ công nghệ. Này, niềm hên đã đến này, AD đi. Sako tâm thần, thôi chết rồi, mình mình quay nhiều quá, mình tâm thần mà rồi. Không sao. Nói chung là cứ có skin là được. Có skin là mình có thể như kiểu đổi tiếp tục cho bạn xem. Cái gì đấy, sao lại ra con tướng nữa? Thôi chết, chết, phải ra tướng rồi nhỉ. Nào bây giờ thì, và bây giờ thì tắt hết cuộc gọi, tắt hết email. Sao lại đen thế? Thì như bạn thể thấy là sau khi mình đổi xong ấy, là mình có được 5 con tướng và 5 skin. Hình như đây là cái lần đổi đen nhất của mình. Chả sao. Thì bây giờ mình sẽ như kiểu là bắt đầu là dung hợp tướng nhá. Cái này có vẻ như ghé nhất thì chắc mình sẽ dung hợp lại Victor này. Victor là Timo này và chó gát. Mình có nên chơi Aurelion Sword không nhỉ? Mình chơi mấy con này kiểu không thành thục thì mình sẽ như kiểu là bị chửi chết. Nào để xem được cái gì nào. Trời ơi, hôm nay nó đen. Thật là một cái cuộc đời của tôi thật là đen tối và như kiểu là tối tăm. Tôi có cảm giác như tôi đang chuẩn bị như kiểu là rơi xuống vực thẳm của địa ngục. Oh no, tôi không muốn như vậy một tí nào hết. Rồi mình sẽ, mà mình hết để đổi rồi, chắc bây giờ mình sẽ đổi ra như kiểu là mình không có điểm nữa này. Mình sẽ như kiểu phân tách này, đổi con này thì cần bao nhiêu điểm ta? Cần 59 điểm cơ. Biết về xong phân tách, thôi kệ, cứ để đi. Nếu như mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm tập sau, và nếu như có tập sau thì chắc mình sẽ bắt đầu lại làm tiếp thôi gì đâu. Thì bây giờ mình sẽ như kiểu đổi một số skin này. Các bạn đừng có nói skin nào hiếm hiếc đi nhá, bởi vì mình không có xài thì skin hiếm cũng như là không luôn. TBA cứ để đấy. Rồi. Skin AD. Trời ơi, mình không có xài skin này. Đổi luôn. Gì đấy, đường ra viên ngọc tím như anh ở đây mình này. Mình sẽ đổi luôn nhé, bởi vì mình không có đánh con này. Để chật cả giường. Chắc là lần này là lần như kiểu là lỗ, nhưng mà không sao. Vui là chính. Các bạn phải như kiểu là khi các bạn như kiểu là mất thì các bạn cũng phải cười. Phải biết mỉm cười với số phận, hiểu không? Thì xe giáp cổ ngữ nhìn cũng đẹp phết đấy nhở, mà mình không có chơi xe giáp đấy. Thì thôi cứ để đấy. Thì ok, mình đã kết thúc cái quay này. Thì chắc là cái quay này nó khá là ngắn. Thì như kiểu là mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã xem những cái tập trước của mình và tập này. Thì nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp, còn nếu mà không ủng hộ nữa thì thôi, bởi vì mình thấy là cái lượt xem của mọi người càng ngày càng ít, cho nên là mình làm ok, và chào tạm biệt và hẹn lại các bạn ở những tập sau nếu có, và đừng quên ủng hộ cái kênh của mình nhé. Bye bye. Con gì không nhỉ? Hết rồi. Bye. Yêu các bạn vãi nồi.